Những cuốn truyện trinh thám của Ý tôi thấy từ xưa đến nay đều thường là rất hấp dẫn bởi bản thân cuộc sống ở những thành phố như là Sicilia, Napoli hay là Paris với sự đan xen cuộc sống giữa những người dân thường với giới tội phạm là nguồn chất liệu vô cùng sinh động cho các nhà văn để khai thác. Vâng, và đó chính là lý do mà trong chương trình mỗi ngày một cuốn sách ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn cuốn Trinh thám tội phạm Quá khứ là miền đất lạ của nhà văn nổi tiếng người Italia Gian Rico. Và đây cũng chính là cuốn tiểu thuyết đã mang lại cho Gian Rico giải thưởng văn học uy tín Premio Banca năm 2005, giải thưởng mà từng vinh danh Ernest Hemingway. Sách do nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhã Nam ấn hành. Trong cuốn tiểu thuyết này thì tác giả đã lấy bối cảnh là thành phố cảng Paris, miền nam của Italia vào những năm 1980. Quá khứ là miền đất lạ đã đưa nhân vật chính là Giorgio Cipriani trở lại quãng thời gian khi đang là một sinh viên luật gương mẫu và xuất sắc. Giorgio có một bảng điểm hoàn hảo, một cô bạn gái dễ thương xuất thân từ gia đình gia giáo. Cả tương lai tươi sáng trải ra trước mắt. Cho đến khi cậu gặp Francesco, một sinh viên khoa triết học trong một vụ ẩu đả tại một bữa tiệc Giáng sinh. Chỉ hơn Giorgio có vài tuổi, nhưng Francesco giàu trải nghiệm, sắc sảo, giao thiệp rộng và có những nguyên tắc sống đáng ngờ được biện minh bằng những lý lẽ vô cùng hợp lý. Bị lối sống của người bạn mới cuốn hút, Giorgio bỏ học, bỏ người yêu, bắt đầu dấn thân vào một cuộc sống như trong mơ với xe sang, gái đẹp, rượu ngon và tất nhiên là tội lỗi. Cho đến một ngày kia, Giorgio chợt nhận ra mình đã đi quá xa. Trong khi đó, ở một tuyến truyện khác, một trung úy quân cảnh địa phương đang cùng đồng đội đau đầu truy tìm thủ phạm giấu mặt của hàng loạt vụ hiếp dâm các cô gái trẻ. Trung úy Chiti vừa mới được thuyên truyền đến Paris và dường như anh không có sự chuẩn bị trước cho yếu tố tội phạm lẩn khuất dưới mã ngoài đẹp đẽ của thành phố này. Hai tuyến truyện tưởng chừng như không liên quan đến nhau, các chiến sĩ quân cảnh chẳng lo lắng gì về nạn cờ bạc bịp, hoạt động mà Giorgio cùng Francesco đang lún sâu. Và trong khi hai chàng trai này đang lên đường vi vu tới Tây Ban Nha, thì các vụ hiếp dâm vẫn tiếp tục diễn ra tại Paris. Liệu những đối tượng mà Giorgio quan hệ trong đường dây cờ bạc bịp mà Francesco dẫn cậu vào có liên quan gì tới những vụ án này hay không? Và liệu Giorgio có thể thoát khỏi cuộc sống đầy cám dỗ của giới tội phạm để trở lại là một cậu sinh viên xuất sắc ngành luật? Với lối viết nhanh, kịch tính, các chi tiết được đan cài dày đặc, mang trong mình hơi thở gấp gáp của một thành phố cảng miền Nam nước Ý, tác giả thực sự đã đưa độc giả vào những cảm giác căng thẳng, hồi hộp mà câu chuyện dẫn dắt.